Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.